bây giờ mình đang đi Target đây, thì mình sẽ quay cho các bạn coi là Target họ bán những cái gì nhé. Thì Target thì nói chung là trên nước Mỹ chỗ nào cũng có nha các bạn. Hello folks. Hai Phai. Hai Bảo. Ba ba. Yes sir. I can call. Mấy cái snack là mà too sweet. Sweet, ngon hả? Chỗ này là họ chiên để trả đồ nha các bạn. Thì ở đây ở Bảo để xe cho em đi Bảo. Bảo quay cho. Ở Mỹ này thì khi mà các bạn mua đồ thì tất cả các đồ thì các bạn còn đi ship, các bạn trong 30 ngày có thể trả nha. Let's go. Ê quên lấy đồ vô. Lấy đồ trả. Đây mọi người, mình phải quay trở ra xe để lấy đồ vô trả các bạn. Mọi người mua quần áo cho Bảo với Khang nhưng mà đem về bằng con dừa. Và hiện tại bây giờ thì cũng mất tiêu cái ship rồi. Nhưng mà họ vẫn cho mình trả được nha các bạn. Thì mình vô mình quay để cho các bạn coi là mình cái quá trình mình trả đồ như thế nào nhé. Giờ mình phải lấy đồ trong xe ra cái đã. Lấy đồ trong xe mình ra nhé. Đây để đóng trên đây nè. Xe Jeep tiện cái là mình có thể để đồ trên đây các bạn. Đấy. Đây, bây giờ thì mình sẽ đem vô để trả đồ nha các bạn. Thì mình sẽ quay cho các bạn coi cái quá trình mà mình trả đồ như thế nào. Thì ở Mỹ này thì các bạn mua đồ, quần áo hay là tất cả những cái gì thì các bạn còn receipt hoặc là mất receipt các bạn vẫn trả được. Nhưng mà thường mất receipt thì họ trả mình cái tiền của cái tiệm đó để các bạn trùng lại trong tiệm thôi. Nếu còn receipt thì họ sẽ trả tiền mình lại trong vòng 30 ngày nha các bạn. Đây. Em dẫn tụi nó đi mua trước đi. Tôi trả bằng thẻ à. Đi đi, dẫn tụi nó đi. Đây là chỗ mà exchange and return nè các bạn. Tức là các bạn có thể đổi hoặc là trả đồ lại. Thì hôm rồi mình trả bằng thẻ cho nên bây giờ họ sẽ lục lại trong cái tài khoản thẻ của mình rồi. Những sản phẩm mà mình đã mua thì họ scan họ lấy ra để mình để trả tiền lại cho mình thôi các bạn. Ở trong đây nó có Starbucks luôn nha mọi người. Đây có quán cà phê Starbucks đằng kia kìa. Bây giờ mình bỏ thẻ mình vô để họ mình kiểm tra các bạn. Thì khi mà họ kiểm tra thẻ xong thì trong thẻ mình mua những cái gì thì nó sẽ hiện ra. Thì họ scan và họ trả tiền lại cho mình thôi các bạn. Thì nếu mà các bạn mua trong vòng 30 ngày là vẫn được trả nha. That's why I'm not in that car. Có một cái áo họ không tìm thấy được, để coi ra họ xử lý như thế nào. I think that's in my car. I think this is my white car.
chắc là cái thẻ đó của mình chứ không phải thẻ của bà xã mình. Các bạn thấy trên màn hình nhỏ trả lại bao nhiêu thì nó trừ cho nó cho mình nè. Okay, can you drive my car? Ok, sẽ trả mình lại 32 đồng cho cái quần đó, nhưng mà cái áo kia với cái quần kia không thấy, mình sẽ dùng thẻ mình. Is ready? Đó, mình bỏ thẻ mình vô. Nó tìm được rồi nè các bạn. Bây giờ đang trừ tiền lại cho mình được 16 đồng mấy nữa. 37 đồng. Ở Mỹ này sướng cái là khi mà các bạn mua đồ là có thể trả dễ dàng. Mình không thích mình đem đi trả, hoặc là không vừa mình cũng có thể đem đi trả. Có tùy chỗ nó có thể tìm receipt từ cái thẻ mình có nhiều chỗ không nha các bạn. Cho nên cố gắng là giữ lại cái receipt cho nó khỏe. Đang trả mình lại là tổng cộng là 50 mấy đồng rồi nè các bạn. 53 đồng 23 cent. Thank you. Oh, we do again. So the first one, we don't need to put the coin. Bắt mình bỏ thẻ vô lại lần nữa. Thank you. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ cho tụi nhỏ. Thì hôm nay là chủ yếu vô trong đây để mua đồ bơi cho tụi nhỏ để đi công viên nước các bạn. Ngày mai thì sẽ bắt đầu đi công viên nước ở Kalahari, cách chỗ mình ở là 3 tiếng các bạn. Tụi nhỏ đó thôi. Thì Target thì nói chung họ bán đầy đủ hết các bạn, có cả đồ ăn luôn. Đồ ăn, đồ trang điểm, anything. Sách vở cũng có, đồ điện tử cũng có các bạn. Tất cả các đồ. Đây nè. Đây nè, trời ơi mua quần nổi dữ vậy. Oh my god. Look at that color. Oh. Sonic, that's why. Hey đẩy em. Coi chừng xe cho. Hai. Quay nhé. Trong nhà mà. Cái áo tay dài kia. Áo tay dài đó. Cái này nè. Được hả? Mua mấy quần bơi nha. Khang lấy nón gì á Khang? Look, be careful. Sorry. Hey, do you see the people? Just say sorry. Wait, Justin. Đó. Wow. My man. Đây là
khu vực đồ của nít nha mọi người. Mua mấy quần sọt cho Bảo em. Bảo coi chừng em nha. Đây là khu vực đồ chơi các bạn. Đồ chơi thì mấy anh này là luôn lúc nào cũng thích rồi. Đây là khu vực bán đồ chơi. Hey, come back here, Justin. Rồi mẹ lấy xe nha. Come here, Justin. Ủa Khang mua Pikachu làm gì nữa? Khang có cái nón kia rồi. Khang có cái nón Pikachu kia khu mà. Đội đội chơi hả? Thôi cho Phúc đi. Đây là khu vực bán đồ baby các bạn. Charlotte, mình nghĩ phải mua đồ người lớn cho nó rồi. Hey Justin, mấy cái áo sơ mi đó đẹp kìa. Hey, this is good, hey. It's cool. Nice color. Yeah, you like that color? Để xe cho em. Đây là khu vực đồ của mấy em lớn lớn cỡ anh Bảo các bạn. Đây là giày dép. Bên tay trái của mình là đồ màu. Mình chia thành khu vực khu vậy. Còn đồ của nam thì bên dưới tay trái của mình. Nếu mà mình đi thẳng về bên kia là khu vực mà bán đồ ăn. Đồ ăn nước uống bên kia. Còn dưới đây là khu vực bán đồ điện tử nè các bạn. Sẽ xuống đây sơ cho các bạn coi nha. Ở trước mặt mình là bán TV, phone, anything. Ở đây iPhone hay là máy game gì laptop or anything các bạn. Đấy, khu vực này họ bán tất cả các đồ điện tử, phone, đồng hồ, smartphone, tai nghe là anything được có đây hết. Còn khu vực dưới đây tí nữa là chỗ bán đồ cho thú nuôi. Target này mình thấy là đa phần là những người mà Mỹ người trắng sẽ rất thích đi cái Target. Ok,
Ok mọi người, thì bây giờ đã mua sắm xong, bây giờ mình ra check out, đầy một xe hết rồi đây các bạn. Mấy em nhỏ cũng buồn ngủ rồi. Bảo nè, đi tới đâu là bánh trái tới đó. Viết rồi kìa kìa. Ú nu ú nà rồi. Anh ú nu ú nà. Bảo xong con phụ ba bỏ đồ luôn cho người ta check out được. Bảo quay phim con. Cái này chỉ là cái target thường, super target big. Oh, yeah, Houston, remember? Yeah, super target nó bự lắm các bạn, bự đôi á. Đó là đi ăn con, tính tiền xong đi ăn. Houston, put it back con, please. Tomorrow on the road, ghé cây xăng rồi mua. Put it back. Bên đây là check out tự động này các bạn, mình có thể tự check out, tự tính tiền. Nhưng mà đồ mình nhiều quá, tính nó lâu quá, nên bỏ đây cho người ta tính cho nhanh. Có đói bụng chưa? I don't know nha, đợi mom come. Đợi mẹ tới. Phúc say hi Phúc. Hi, Khang say hi Khang. Khang ơi. Hai. Ngủ quá rồi. Đâu Phúc có đồ mới đâu Phúc. Đồ mới đâu? Đồ gì? Đồ nô no, đồ Minecraft đâu? Oh my god. Hôm nay đi mua nè. Ô, oh, Phúc ăn bánh cá không Phúc? Bánh cá. Ăn không? Muốn ăn hả? Cái flavor nào? Mua sao phim rồi bác, sao phim rồi. Yeah. Khang thích cái này nè, đúng không? Khang thích cái này đúng không? Shadow sao phim. Giống như cái Play-Doh. Ăn nào. Nó quý xe á, nó mua cho cả mấy đứa ăn mà. Quýt mày đã chùa không chết, chùa mình càng. Cái xe. Lái nó phải xe cho con. Nè em, anh này mà buồn ngủ, anh này vậy lắm các bạn ơi. Anh này nè, anh giữa nè. Put it up there, please. Bỏ lên đi bạn. Put up. Bắt đầu nha. No, 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 no. Put it back the Pokemon hat. Mình không mua Pokemon hat đâu. We don't want this one, sorry. Rồi, Khang. Bảo, put it up there, please. Bỏ cái đó lên cho bà. Nhìn lên. Justin còn ba cái áo kìa, ba cái áo kìa. Mình bỏ số điện thoại mình vô để mình có điểm các bạn. Where's your mom? Tell her coming. Now we go to eat now. Khang ngồi xuống con, sit down con. Ủa chai nước này, cái chai này chai gì vậy? Dầu hả? Ôi á. Em tính tiền em. Ê. Nè thả nè. Ê. Hey, thẻ nè. Hey, mua over here. Sit down, please. If you want this with you.
In the bed. Cùi cái bánh nha, cho nó em nó đòi ăn bánh nha. Sorry, that head is his head. The head. $4.62. Justin tránh ra cho mẹ tránh tiền. Bấm số điện thoại vô rồi. Mình còn cái chiếc bông nào ở đây không ta? Let's go con. Shopping thì đã tiêu tốn hết $400. Để xe đi. Nhanh 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 nắng quá. Quay đi on the left. Nắng nóng quá các bạn.